Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhờ những cơn mưa trong đêm qua nên sáng sớm nay thời tiết tại Bắc Bộ khá là mát mẻ với nhiệt độ ở các tỉnh đồng bằng là từ 24 cho tới 26 độ. Các tỉnh vùng núi thấp hơn chỉ từ 21 đến 23 độ. Trong chiều tối và đêm nay cho tới ngày 31 tháng 7, mưa sẽ còn xảy ra ở nhiều nơi thuộc Bắc Bộ. Riêng vùng núi các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50mm trong 12 giờ, có nơi còn trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên bà con khu vực này cần chú ý đề phòng. Do thời gian có mưa chủ yếu diễn ra vào chiều tối, đêm và sáng sớm, còn trưa chiều trời nhiều mây, đôi lúc có mưa rào ngắt quãng nên nhiệt độ không tăng cao, phổ biến chỉ từ 31 cho tới 34 độ. Từ chiều tối trở đi, mưa xuất hiện nhiều hơn, nên quý vị và các bạn khi lưu thông cần chủ động mang theo các vật dụng che mưa hữu ích và đề phòng với khả năng xảy ra sấm sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Lưu xuống Trung Bộ, do tác động của giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trên toàn miền. Tuy nhiên, thời gian mưa phân bố không đồng đều. Ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mưa rải rác tập trung về đêm và sáng. Còn với khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mưa rào chủ yếu xảy ra về chiều tối. Mưa dông trong giai đoạn này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố, lốc và gió giật, nên bà con cần hết sức cảnh giác. Và như vậy là từ hôm nay thì nắng nóng diện rộng về cơ bản sẽ chấm dứt tại miền Trung. Về nhiệt độ cũng giảm đáng kể so với những ngày trước. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 36 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn từ 32 đến 34 độ. Mưa dông cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ bởi gió Tây Nam hoạt động mạnh dần. Từ chiều tối nay, mưa dông sẽ tăng lên dưới diện rải rác đến nhiều nơi trên toàn khu vực. Vùng mưa với lượng khá sẽ tập trung ở khu vực các tỉnh phía Nam Tây Nguyên như là Đắk Nông, Lâm Đồng hay các tỉnh miền Đông của Nam Bộ, bao gồm Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai. Đặc biệt lưu ý tại các tỉnh ven biển như là Cà Mau, Kiên Giang và Sóc Trăng cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn mưa dông. Do mưa tăng nên nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên sẽ vào khoảng từ 29 đến 32 độ và tại các tỉnh Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin về vùng áp thấp trên Biển Đông. Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hướng về phía Vịnh Bắc Bộ. Dự báo khoảng 13 giờ trưa nay, ngày 30 tháng 7, vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Với quỹ đạo tiến sâu vào Biển Đông, nhiều khả năng áp thấp sẽ mạnh lên thành cơn bão số 3 trong mùa mưa bão năm nay. Do đó, bà con ngư dân đi biển và các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến để có kế hoạch chủ động phòng tránh kịp thời. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh, cường độ gió mạnh cấp 5 sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét biển động. Tàu thuyền cần đặc biệt lưu ý nên neo đậu an toàn và tuyệt đối không nên ra khơi. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, nên từ hôm nay 30 tháng 7, ở vùng biển phía Nam từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét biển động. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chúc quý vị một ngày mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.